Đó, con tôm. Lên. Thật là chính mình nha. Rồi, bấm giờ, 1 phút 30 giây bắt đầu. Một giờ 30 sáng rồi nè mọi người. Mình thì vẫn còn lên đên thì dưới thiền. Đây. Xin kính chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt ở trên một cái con kênh nhỏ nè. Hôm nay thì mình sẽ đây mình bơi chiếc xuồng của mình nha. Mình sẽ bơi từ cái con kênh nhỏ này đi ra ngoài sông lớn. Mình sẽ làm cái thử thách một ngày mình lên đên ngoài sông nha. Thì cái thuyền phao của mình thì đợt hởm mình có ra đảo Bình Hưng thì mình bỏ quên mất tiêu cái tấm đệm lót ở dưới rồi. Mấy anh mấy chú ở ngoài cái làng chài nhỏ có thấy được cái tấm đệm hơi đó không nha, thì nhắn tin bình luận cho em hay với nha. Đó là một cái tấm cao su bơm hơi cho nó phồng lên á, mình để quên mãi rồi, giờ mình phải lót đỡ mấy miếng xốp này. Xung quanh đây vừa nước nhiều lắm mọi người ơi, mình chỉ cần chạy một đoạn nữa là ra tới sông lớn à. Giờ muốn ra ngoài cửa sông là phải qua một đám lục bình rồi. Khúc này sao qua ở cái này đi bộ luôn, sao tàu nó nghe chui vô đầy dưới vậy. Qua khúc này hay bị căng à, lục bình quá. Bây giờ tụi mình phải lùa cho nó trôi vô trong hết nè, tụi mình mới đi xuyên được. Mọi người thấy còn một đoạn mấy trăm mét nữa, lục bình quá chừng luôn. Mấy này nó dính cục với nhau nè, không leo lên đứng trển được luôn, phá vỡ liên kết của tụi nó bậy rồi, ra tụi nó trôi đi hết. Có cây lục bình nó béo phì à. Này là bánh mì ăn đã luôn. Đây mời mọi người ổ bánh mì tuổi thơ nha. Hộp lù luôn mọi người. Cái lục bình mập dữ vậy ta. Quá wow, trường mập. Mập ú ú à. Đã rồi chưa. Tự mình cổ tay của mình luôn đi chứ. Ôi cái vừa tu à, còn ăn được. Lụm lụm. Có đồ ăn rồi. Chưa ra, giờ chưa gì hết là có đồ ăn rồi. Sao hồi nãy giờ khoảng 1 tiếng đồng hồ đó tụi mình di chuyển được khoảng chắc được 5 mét. Tiếng đồng hồ đi được chừng 5 mét rồi. Nhưng mà nó đang rút lục bình từ ngoài vô nha. Nãy giờ nó chạy nhiều lắm rồi đó. Đang trâu vô nè. Cố lên. Vòng ra ngoài sông trước khi trời tối. Lục bình nó trôi gần hết rồi kìa mọi người ơi. Đó mọi người thấy đang chảy vô nè, nãy giờ mấy tiếng đồng hồ luôn rồi đó. Mình thì hiện tại mình đang đứng ở trên một cái con quái vật. Đây là con quái vật hút cát nha, đây cái đầu hút nè, dành để hút cát ở dưới sông lên á, cắt lắp nữa mọi người. Đây cổ máy nè, mọi thấy cái ống bự không. Đây là cái buồng chứa. Đó, trôi được một khúc luôn rồi kìa. Chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi là tụi mình sẽ thoát ra ngoài rồi.
hết sức luôn rồi. Nãy giờ tụi mình lùi lục bình nó vô trong hết rồi nè, chỉ cần vượt qua được cái đoạn này nữa là tụi mình sẽ thoát. Tụi mình sắp ra thấy sông lớn rồi. Chưa chưa làm một cái thử thách rồi đó. Sắp công phá ra ngoài rồi. Hết lục bình ơi. Wow, thành công. Thành công công ơi. Thành công. Tụi mình đã ra tới được cái sông lớn rồi nè mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bơi thuyền này đến cái đoạn ngã ba sông lớn và mình sẽ neo cái thuyền ngay giữa sông luôn nha. Mình làm thử thách 24 giờ lên đền ở trên sông, tức là mình sẽ không có vào bờ. Tụi mình sẽ ăn ngủ ở trên chiếc thuyền này luôn. Mình có đem theo một ít nước và vài gói mì nè. Mình có đem theo còn câu nữa để mình ra xong mình có câu cá, câu tôm gì mình bắt mình ăn thêm nha. Cuối cùng cũng ra được cửa sông rồi. Đây là cầu gạch miễu nha mọi người. Cầu gạch miễu. Con sóng đang ập tới. Đó, con sóng này hơi bị lớn rồi nha. Nước dơ, nước dơ. Đây là cái hành trình dự kiến của tụi mình. Tụi mình sẽ xuất phát ở đây. Và đích đến của tụi mình là sẽ là ở đây. Để đến được đây thì tụi mình sẽ đi thuyền từ cái chỗ này vòng qua bên Cù Lao Thái Sơn. Đó. Rồi đến đây tụi mình sẽ neo thuyền lại nha mọi người. Tụi mình đang ở giữa một cái dòng sông nè mọi người. Tụi mình đã đến cái nơi cần đến rồi nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ thả neo. Cục neo của mình là mấy cục gạch. Thử coi sâu không? Sông hôm nay thấy hoài chưa tới vậy? Chưa tới đáy mà hết dây rồi hả? Sao vậy? Nói gì thêm? Mình mới nói thêm một khúc dây nữa. Rồi tới rồi. Tụi mình đang nấu nước sôi để ăn mì nè mọi người ơi. Trên đây thì tụi mình sử dụng bếp ga nha. Gió hơi bị lớn. Tối nay thì tụi mình sẽ ngủ trên chiếc thuyền này luôn. Ngủ ngay giữa cái sóng này luôn. Vậy mới gọi là thử thách ngoài giữa sông chứ. Mọi người thấy không? Xung quanh toàn là nước. Xung quanh toàn là nước. Để an toàn thì ở đây mình có cái đèn chớp nè. Mục đích là để chiếc tàu, mấy chiếc tàu bơi lại thấy chớp chớp, thấy mình không có ủi vô mình nha. Chớp chớp nó đổ vô. Do mình ở giữa sông tàu bè nó có thể chạy qua chạy lại đó.
Ờ, có nguyên đám lục bình nha. Ừ, ăn có đồ để mà ấy. Ăn lục bình không? Có lý ta. Lấy lục bình vô ăn. Bỏ vô mì ăn. Có lý chứ bộ. Tự nhiên cái đâu mà trời là rửa xong lục bình cũng ba thẳng lại đây. Lấy mấy cái ngó lục bình nó bỏ vô mì gói ăn. Cầm cầm. Đồ ăn từ thiên nhiên. Đồ ăn từ thiên nhiên. Mì cộng non. Đây không có ngó, cái ngó nó già quá. Bình đó. Ăn cái cộng đi. Ngó nó già ăn cái cộng. Đây lục bình thì mình có cho sẵn vô mì rồi nè. Mình chế nước vô thôi. Hai cái ly mì của tụi mình giờ nó cũng đã chín rồi nè. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng với mình thưởng thức mì nha. Mình sẽ trên một con thuyền lên đến giữa sông ăn mì ở giữa sông. Hai ngủ trên thuyền lúc lắc không biết có ngủ được không anh. Cảm giác là bồng bềnh bay bổng. Giống như ru ngủ vậy. Mời mọi người nha. Đói quá. Giờ mấy giờ à? 8 giờ gần 8 rưỡi. 8 rưỡi à. Mình bơi từ chiều. Hồi trưa mình bắt đầu đi từ hồi trưa. Mà phải tốn thời gian là bơm thuyền lên rồi dọn lục bình, lục bình hết. Dọn lục bình mấy tiếng đồng hồ luôn. Nên giờ ở đây làm tới đây tối hui à. Trễ hơn dự kiến. Giờ tụi mình sẽ ăn mì, xong mình sẽ ở đây giữa sông chắc cũng khó câu cá mà mình cũng cố gắng dục thuyền câu thử có con cá gì ăn không nha. Với giữa sông này buồn heo à, câu cá giải trí chơi. Nãy giờ ăn mì giờ để ăn cộng lục bình à. Này. Cộng lục bình non nè. Bình à, từ dưới sông. Nãy tự nhiên nó trôi lại luôn, đang nấu mì trôi lại luôn, đúng lúc ghê ha. Giòn, ăn giòn gớp gớp vậy. Được, không có mùi gì hết. Giống như gào vậy ha. Ăn lạc lạc, không có mùi gì hết. Có đỡ buồn. Thôi giờ xin phép mọi người mình ăn mì nha. Rồi mình bắt đầu thả cần đầu tiên mọi người ơi. Đầu thả cái cần thứ hai nha. Thả xong rồi đầu cái nằm ở trên đây nghỉ luôn. Ngủ nào cái nó giật cái chân cái thức dậy lấy lên thôi. Thấy nó gung mà lấy lên. Gác cái giò lên thằng câu này nó nào nó giật cái giò gung cái là biết. Và thấy cái gì mà câu gị dữ vậy. Quẹo đọt cần luôn á. Ôi cái gì vậy, cá bao mũ. Trời ơi, tưởng con cá có cái đuôi nữa kìa, tưởng cá màu hồng chứ tưởng phát hiện được một con cá lạ, ai ngờ là bịt ghét. Vậy là cũng dấu hiệu của sự may mắn rồi đó. Bây giờ thả thêm cá nữa đi, biết đâu dính bịt khác. Chờ đợi. Đó, hôm nay tụi mình sẽ nằm ở đây ngủ. Ông đưa cái đầu dưới cái mái và chỉa lên cái đầu của chiếc thuyền. Còn mình từ cái đầu của chiếc thuyền mình chỉa xuống giữa của cái chiếc thuyền. Đây ông nằm sao đó đây tôi. Mình thì nằm vậy đó, còn ông nè. Mình có đem theo cái võng để mình lót mình nằm nha, chứ ở đây không có gian võng được. Đó, ở đây mình nằm
Đó. Quá êm luôn. Tối nay hàng mình ngủ dậy nè. Nằm theo kiểu xéo xéo vậy đó. Đi đâu có nằm ngang được. Cũng thẳng giò được nè. Thẳng được mà không có nằm ngang được. Gác giò lên lỗ mũi không được luôn. Tối có hai thằng gác giò lên nha. Giò này gác vô đầu của thằng kia. Bây giờ là mấy giờ ta? 9:15. Bây giờ là 9:15 rồi mọi người. Giờ người ta đang yên giấc, tụi mình đang lên đên trên biển. Nay chơi thử thách lên đên trên mặt hồ, mặt trong. Rồi đợi tí xíu nữa có cá mình quay lên cho mọi người xem nha. Hiện tại là hơn 1:30 sáng rồi nè mọi người. Tụi mình thì vẫn còn lên đên trên chiếc thuyền. Đây. Tối thì nằm ngủ treo queo vậy nè. Cần câu thì vẫn còn gắm đây. Cá thì chưa có ăn đâu. Mặt sông thì nước đã êm ả hơn rất là nhiều rồi đó. Ở bên trong kia bờ, xe cộ dường như chạy rất là ít. Lâu lâu có vài chiếc chạy ngang thôi mọi người ơi. Bầu trời hôm nay dường như chỉ có một ngôi sao duy nhất, còn như bị mây che hết trơn rồi. Thôi bây giờ mình nằm ngủ nha. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Bây giờ là 5:00 sáng rồi nè mọi người ơi. Tụi mình bị trôi rồi ta. Trôi gần vô bờ hơn chút xíu rồi. Lạnh quá, lạnh quá. Lạnh quá hả? Nằm đây công công khó chịu quá. Nhất linh. Mình ngủ đây có hơi bị ê ẩm mình mấy nha. Đây nằm không có thoải mái á. Nhưng mà cũng làm được giấc cũng đã đời rồi. Mấy kèn câu mình câu tới giờ chưa dính con gì luôn. Hay thiệt. Mình câu cá hay thiệt. Đây đập ngay giữa sông mà sao. Tụi mình đang thả trôi lại ngay chỗ gần chân cầu để câu cá mọi người ơi. Hồi tối này thì tụi mình ngủ ở ngoài giữa sông ngay chỗ đây nè. Đâu giật dữ vậy? Đó có dấu hiệu giật giật nè. Con gì đây? Dấu hiệu của sự sung sướng đây. Con gì đây? Ê. Một em cá. Giật bạc bạc luôn. Cuối cùng cũng dính được con cá rồi. Wow, được một em. Em cá đầu tiên. Mình xỏ mang đó, mình thả xuống đây ngâm dưới đây. Dính cá vậy kéo con câu nó công dữ vậy. Cá nào? Cá bự, cá bự. Ôi. Kéo công cái con câu luôn. Cá bự. Ôi con cá. Cá này bự rồi nha. Mấy ký nè. Mấy 2 ký luôn á. Quá dữ luôn. Ôi một con cá màu xanh. Đó rồi. Sảy sảy cá rồi, sảy cá rồi. Sảy rồi ôi, uổng quá, thôi là kéo lên cá bự rồi. Bình mọi người ơi. Cá cắn câu nữa hay gì rồi? Nữa là nữa nè. Lý gì ta? Hay là lục bình đây? Ê con tôm. Ý. Tôm hả? Con tôm. Ôi câu dính con tôm. Tôm mọi người ơi. Ồ. Cuối cùng cũng đã dính được một con tôm. Ngon. Ủa sao ngộ vậy? Tôm cũng ăn nữa. Yeah. Ồ vậy là được một con tôm với một con cá. Càng này kẹp không? Nó kẹp mà không. Ủa, nó kẹp được nè mà không có đau. Gặp con bự kẹp cái là dính. À được một em tôm. Cô lấy, cô lấy. Buồn ngủ hả? Đói bụng quá trời.
mới 8 giờ sáng đói bụng rồi. Tối qua ăn được có 2 ly mì. Còn mì ra ăn nữa không? Đâu nữa. À, ăn tối qua cái bụng nó sôi ọt nguyên đêm luôn. Mì ngon của ta. Bây giờ có cá có tôm kìa. Ờ. Nãy dính được có 2 con. Thằng con. Giờ phải có cái gì bổ bụng nó mới ăn ngon. Ủa giờ có vô bờ đâu bỏ bụng, nhọc bờ xong có ai bán gì đâu. Ủa? Giờ kêu shipper quăng xuống chứ. Không biết shipper có biết chỗ này không quăng ta. Để kiếm thử. Ủa bây giờ ông đặt cơm, ông nói ngay chỗ còn gạch mẻo chứ đừng nói dưới chân cầu. Ờ. Gọi điện đặt đi, gọi điện đặt đi. Nói trên cầu phải không? Ừ, nó chỗ chân cầu gạch mẻo. Ở đây, bây giờ phải dưới cầu. Ok, liền nhanh. Rồi. Có người ship cơm lại rồi. Thôi, này ship cơm từ trên cầu gạch mẻo xuống. Rồi, quăng đi anh ơi. À đây, chuẩn bị chụp. Rồi, hả? Ok. Rồi, ok. Này ship cơm từ trên cầu xuống nha mọi người. Bể đầu. Ok. 3 2 1 rồi. Ôi. Mình không câu cá mình đi câu cơm. Ừ, câu cơm. Ok anh ơi. Ok. Ờ, anh shipper có tâm nhất. Rồi anh ấy tìm thấy mình. Rồi vậy là mình đã có một phần cơm ship từ trên cầu gạch miễu xuống. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nha. Đây. Đây hộp cơm được bao bọc 2-3 lớp, không biết có vô nước hay không. Lần đầu tiên ship cơm từ trên cầu xuống dưới cầu. Đối quá rồi mọi người. Không sao, hộp cơm nguyên nguyên với nước ướt ngoài thôi à. Đây. Đấy, anh shipper không biết đường đâu mà giao cho mình nữa chứ. Nói giao tới cầu gạch miễu, đi cầu miễu ai ngờ dưới chân cầu gạch miễu. Lần đầu tiên ship cơm dưới cầu như thế này. Ok, hộp cơm ngồi nguyên mọi người ơi. Vẫn còn nguyên. Thôi bây giờ tụi mình ăn sáng nha. Hộp cơm mình đã được ship tới nơi. Tội lắm mọi người. Anh shipper này có tâm lắm nha mọi người. Cơm dưới rất là nhiều ớt luôn. Mời mọi người, cơm buổi sáng. Quá đã. Cơm còn nóng hổi luôn. Cảm giác ăn hộp cơm lên vậy nó ngon. Cảm giác bay bổng luôn hả? Đó. Không hỏi. Thôi xin phép mọi người cho mình ăn cơm nha. Rồi. Ui, đâu có trái dừa trôi kìa. Được một trái dừa luôn. Nước chảy mạnh quá. Đèn rút ra chảy ghê thiệt chứ. Có gì giật giật hả? Hả? Con cá của cá mẹ. Wow, vậy được thêm một con cá nữa rồi. Con cá mẹ. Ồ, vậy là khỏi dành. Thằng một con cá. Gán thêm con tôm nữa đi, thằng một con tôm nữa. Giật. À, cái gì giật? Cá giật kìa. Con cá bự quá. Ê, con cá quá bự luôn. Trời ơi. Vậy mà giật mạnh vậy, cái nhỏ xíu mà giật mạnh vậy. Nhỏ mà tham ăn. Thôi đi chơi đi. Thả xuống tiếp. Quá gió luôn rồi.
mình mới dính thêm được một cái con cá nhỏ xíu nữa nè. Nãy giờ thấy toàn là cá nhỏ không à, gió mạnh lắm mọi người, nước chảy cũng mạnh nữa, về cá cũng khó ăn. Trời thì âm u chuyển mưa rồi kìa, sắp mưa tới rồi. Trời mưa không biết tụi mình núp ở dưới đây có an toàn hay không nè. Nó bún bạc 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 luôn nè, không biết con gì. Ai con tôm? Tôm, tôm, con tôm, con tôm. Ai được con nữa? Ồ, con lấy gì ta? Ồ, giờ là được hai con rồi, thằng con. Ồ, tì, con tì này bự nè, con này bự ghê nè. Chưa bự lắm. Mày trả chốt luôn. Ủa, con nó kẹp nè, kẹp nè. Đó, nó kẹp. Kẹp. Wow. Kẹp nó xin nhớ cho mình, ờ, con này kẹp nó xin nhớ. Đó, ở kéo viên da mình luôn nè. Massage, massage. Nhưng mà không đau. Này, nuôi nuôi nhiều con nó đút cái giò xuống cho nó kẹp chứ. Buông ra, buông ra. Ở đây không buông luôn. Kẹp nhau luôn rồi. Đó, con lý rồi đó. Thì là được hai con cá và hai con tôm. Rồi yeah. Đồng điều rồi. Tặng con. Nhả đi con. Rồi, cắt. Tiếp. Rồi, vậy vậy nó căng chứ. Vậy vậy kỹ bật bật luôn nè. Tôm hay cá đây? Bình thường con tôm nó gỉ nó bún bật 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 á. Ờ. Giống cái con tôm. À, có gì hết trơn. bị dụ rồi. Thấy nó quậy quậy nè. Nó giật giật quạt quạt phải không? Lần đầu tiên cảm nhận được sức nặng từ 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 nó. Đó. Chỗ này tụi mình mới đổi địa điểm nha mọi người. Hồi nãy đằng kia ở dưới chân cầu nè, tụi mình mới dời qua đây rồi. Đằng kia cầu khó dính quá, toàn cá chít chít không à. Qua đây coi có cá to không? Đó, con tôm. Ồ, lên dạ. À. Vô đây dạ. Đây mà. Một em tôm nữa, em này bự. Em này bự. Con lấy không? À. Được. Con này cũng được. Gán câu thêm con bự nữa nè, mọi à. Người người thấy nó ăn ăn cái lưỡi nó dính vô ngay mỏ đây nè. Đi coi lấy. Chỗ mới này ngon ạ. À. Kẹp đau nha, con này. Đó, con này kẹp đau. Con này bự nãy giờ luôn á. Còn gì mà tưởng dính con cá không chứ. Không biết dính con gì mà cá nó bầu dưới đá ừ. Gì đó, khó gỡ. Kỳ quá vậy, kỳ luôn. À, con này ăn sâu quá nha. Làm mấy con ở đây nó bị đói. Ôi, bút bút. Ở ngoài trời đang mưa còn kìa mọi người ơi. Ờ, có chỗ nó. Tụi mình chui vô trong cái sàn của cái chỗ này nè. Núp luôn rồi. Có cái này thành cái phao tắm luôn, hồ bơi không nhỏ. Đổi địa điểm qua đây vừa kịp lúc luôn hay thì chứ. Bây giờ tụi mình tiếp tục thả câu dưới đây nữa nè, để coi có dính con tôm nào nữa hay không nha. Rồi, tiếp tục, có con vậy à, giật. Đâu? Bật cái thằng câu luôn. Lên con tôm càng khổng lồ thôi. Để coi, cái dòng con bự. Đó. Ngon con nhỏ. Dễ gì cũng ngon rồi. Yeah. Chú ý nước mưa mà bắt cũng được tôm nhiều quá. Coi lý. Ui da, kẹp ra. Con nào cũng kẹp hết chứ vậy? Ồ kẹp hai càng cũng có chịu. Tôm mới bắt lên mà, ôi nó mạnh. Kẹp đi rồi, hồi kẹp lại nó. Hồi cắn lại nó. Đó mọi người coi. Tuy không to nhưng mà về ăn cũng ngon mọi người, cũng đã nè. Tính ra chung người chỗ này có lý rồi ha. Được. Mát mẻ, vừa có tôm nhiều. Đó, giật giật. À, đây cũng có cá cá. Ôi tôm. Tôm bự quá. Ủa con bự nhất nãy giờ luôn á. Ủa bự nhất nãy giờ luôn. Ừ. Con nó kẹp đâu không? Ừ, rồi nó cũng kẹp. Con này kẹp như gãy ngứa vậy. Kẹp như không kẹp vậy. Massage. Không nhả luôn. Vậy con này có bắt không? Con này bự hơn tép rồi. Vậy là lụm luôn. À thả đi. Cúng ra đi cho nó lấy hình. Ủa thả rồi ha. Ừ phóng sinh đi. Để mất bự cả bên kia bắt. Ừ. Phóng sinh. Ngồi nhảy cái phèo mất tiêu. Ngồi kêu anh chị em nó lại nha. Giật nữa. Coi chừng nó kêu anh chị em nó lại đó. Rồi mất rồi. Sảy rồi. Sảy con này. Giật bạc luôn gói gàng.
Rượu một tôm. Một con nữa. Ôi, con bự. Bự được. Ôi da, cô giống con này đau, con này đau. Đau, đau. Bún đau. Nhìn trời chứng tỏ con này bự. Ấy con này tôm lọt vỏ mềm xèo à. Ồ, mấy con tôm lọt ngon lắm rồi nha. Hiếm lắm rồi. Con này ăn ngồi hơi sâu ha. Đó. Bên ngoài cũng mưa luôn. Mưa tiếp. Thôi con này không biết kẹp rồi. Để mới lột cái cạn nó mềm vậy. Nó kẹp không gãy ngứa gì. Ừ. Ngoài mưa lớn quá mưa. Mưa lớn mưa, mưa luôn. Mưa lớn quá. À, con tôm này có đồ ăn rồi. Ngon rồi. Con mì nấu mì tôm ăn. Ừ, mì tôm chín chín gốc luôn. Đúng rồi, mì có tôm. Này đúng là mì tôm đó. Đó. Đi đi. Ừ. Thả luôn ha. Thả luôn, giờ không có lửa ừ. Để nướng nữa. À đây không có đồ để nướng cá. Củi nướng. Mấy con tôm thì lát mình luộc được. Thả ăn cá đi. Con xanh đi. Tại nhỏ chứ bự bắt rồi. Ừ. Dễ gì tha cho được. À, chuẩn bị luộc mấy con tôm. Mình luộc mấy con tôm ăn mọi người ạ. Vừa hồi sáng mình lụm được nè. Bây giờ mình sẽ chặt nó ra để lấy nước dừa luộc mấy con tôm. Tôm luộc nước dừa. Có đem nhà mà lấy cưa mình cưa đó. Đổ nè. Cái này là kỷ lục. Cưa dừa bằng nước dừa. Chuyện lạ Việt Nam. 1 phút 30 giây bắt đầu. Chưa. Chưa hả chưa. Bật lên chính mình nha. Rồi bấm giờ 1 phút 30 giây bắt đầu. Ồ, con nước rồi. Xài được không? Nguy hiểm rồi vậy. Ôi, nước trắng tát luôn. Quá ngon luôn. Ở sao đổ ổn vậy? Đi thôi. Ở nước đó luộc tôm coi chừng ngon á. Vừa núi rồi dục vô xong vài bữa phân hủy. Còn nước á. Có. Tiền tiền tí tiền. Rồi, thêm tôi một trái nữa. Rồi lần này quyết định là luộc bằng nước bình thường đi. Nước gầm mà. Lùm được 2 trái cho nào cũng thúi với chung á. Ngâm nước lâu quá. Đây, nãy giờ tụi mình nấu nước với luộc tôm nè. Đó, nó chín rồi nha. Giờ mình sẽ lấy nước luộc tôm để mà nấu mì luôn. Được mấy con nè. 1, 2, 3, 4. Ủa, hay ta, hồi nãy nhiều vô được 5 con. Ừ, 5 con ơi. Người nào ăn con bự ăn 2 con bự đi. Đây, bự 2 con, nhỏ ăn 3 con. Cho trời, quá đi. Ngon rồi. Được câu còn tư luôn. Này đúng là mì tôm luôn á. Thì mới đúng là mì tôm. Đúng rồi. Đây, 2 ly mì của mình nó cũng đã chín. Mì tôm phải không? Mì tôm. Này mì tôm chín gốc luôn. Chín hiệu luôn. Sẽ chấm với muối cá chanh. Trước tiên mình ăn con tôm nha mọi người. Tầm tươi nè. Sóng biển lên quá bởi vì lúc lắc quá. Tụi mình đang nấu ăn ngoài giữa sông luôn. Ngoài giữa sông. Tính tới thời điểm hiện tại là mình đã hoàn thành được 24 giờ rồi đó. Mình còn ở trên đây nào, lát mình về tốn thêm thời gian nữa. Hy vọng hồi về không có chạy qua đám lục bình. Mời mọi người nha. Tôm quá.
đẹp luôn. Wow. Quá ngon. Tôm nó ngọt. Ngon. Nãy có con tôm tôm lột. Béo. Ngọt tạo. Tôm thiên nhiên ăn ngon á. Nhiều người thích món này lắm nè. Ngon hơn tôm nuôi. Mặc dù con tôm này không được to lắm nè, mình không có câu được tôm càng. Nào phải làm lại chiến nữa, câu dính con tôm càng mới được. Tôm nó ăn thử miếng mì. Quá ngon. Đúng là mì tôm. Ngon quá. Mốt Hào Hảo coi được cái clip này nhớ trả tiền quảng cáo cho anh em tụi tôi nhé. Cái này mì tôm mới đúng là mì tôm nè. Rồi ông vô mang thử coi ngon không? Ngon lắm. Giờ tới mình là thử thách mấy con tôm nào mình câu được. Đó giờ mình mới câu tôm lần đầu luôn. Thích không à? Lọc ra cho mọi người coi. Chấm này. Rồi. Mời mọi người nha, tôm mình câu được nha. Sao ngon chứ ta? Kệ vậy? Tôm thiên nhiên. Quá ngon quá. Này chung với mì tôm nữa là gọi là mì tôm chính hiệu. Này là mì tôm nha mọi người. Thử cái coi. Ngon ghê quá. Ăn giữa xong luôn mấy chị. Tại nguy hiểm lắm. Sắp chắc là văng dưới rồi. Xếp nữa mình lọt dưới rồi. Má nó là bá cháy bà chét luôn. À, tối hôm qua tụi mình ngủ ở giữa đây nè mọi người. Mình thấy nó sống sống vậy mà tụi ngủ không được ai cũng được. Nó lắc nó giống như là đưa giỏng vậy á. Giỏng nằm ngủ vậy. Có điều hơi lưng xíu à. Dạ, tối càng khúc mà càng sáng nó lạnh. Ở ngoài sông này không có con muỗi nào bay ra tới đây được luôn á. Hôm qua ngủ không có trời mưa nha, tụi mình có đem theo tấm bạc này, nếu mà có trời mưa tụi mình cũng có trùm lên được nữa, không có sao. Ngon á, món này ngon. Thôi mọi người trải nghiệm bơi ra sông câu tôm rồi ăn mì trên chiếc thuyền luôn. Tụi mình cũng không phải chuyên nghiệp lắm, bởi vì bắt không được nhiều mọi người. Cá thì câu cũng được hàng cá nhỏ xíu à, tôm thì câu cũng được mấy con tôm nhỏ xíu à. Nói chung quá ngon rồi. Nói chung đi trải nghiệm chơi cho vui thôi. Câu dính là mừng lắm rồi. Chủ yếu là đã hoàn thành được thử thách ra. Một ngày lên đên trên sông không vào bờ này ai yếu dễ trong mặt lắm. Đúng rồi. Vậy bây giờ hiện tại là sóng êm nè, tối này có lúc sóng mạnh lắm mọi người, lúc lắc vậy. Thôi xin phép mọi người tụi mình ăn nha, xong rồi tụi mình sẽ lên đường chạy trở về. Bữa kia tụi mình bị dưới một bình này mọi người ơi. Dạ dạ em lại dưới nữa.
đông. Lúc đi dướng hay lúc về cũng bị dướng nữa là sao? Thôi bắt đầu trận chiến kiếp nạn quay về đi. Sắp qua chui qua cái cầu Bình Đức rồi. Học không? Hên xui, hên xui. Nhắm mắt theo dõi đi. Hãy cùng nhau nhắm mắt theo dõi. Có chui qua được cái cầu này hay không? Ờ, sát cuối luôn, sát cuối luôn. Sát cuối luôn. Ở còn cái trước nè. Cái này thấp hơn nữa. Hên quá, vừa quá được. Còn một đoạn nữa là tụi mình về tới chỗ lên bờ rồi mọi người ơi. Tới đây thì mình cũng đã hoàn thành được cái thử thách. Một ngày một đêm mình lên đến trên sông nha. Mình sống ở trên sông luôn, mình không có lên bờ luôn. Ngủ trên đây luôn nè. Và cái trải nghiệm này thì mình thấy ở trên sông thì nó cũng khá là thoải mái, cũng dễ chịu lắm. Sống gặp gần nhưng mà mình chịu được. Ngủ cũng ngon nữa. Có điều ê lưng, có điều hơi bị ê lưng một chút xíu nha. À, đây mình cũng đã hoàn thành thử thách rồi. Nếu mọi người xem clip thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Bye bye mọi người. Tạm biệt mọi người. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người.